Chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Việt Sử Toàn Thư. Quý vị thân mến, Thiếu tướng Phạm Xuân Ẩn là một trong số ít những ngôi sao sáng nhất của ngành tình báo Việt Nam, một điệp viên chưa bao giờ bị bắt, người đã qua mặt tất cả những mật vụ giỏi nhất của chính quyền Sài Gòn và CIA đã sống một cuộc đời phi thường ấy trong vòng 23 năm giữa lòng địch. Phạm Xuân Ẩn tin tưởng rằng con trai của mình có thể đại diện cho một cây cầu mới nối giữa nhân dân Việt Nam và nhân dân Mỹ trong thời kỳ sau chiến tranh. Và không phụ sự kỳ vọng đó, người con trai tài giỏi nhưng kín tiếng của tình báo Phạm Xuân Ẩn cũng đã có những ảnh hưởng lớn đến quan hệ Việt-Mỹ, làm được những điều khiến cả thế giới phải sửng sốt. Rốt cuộc danh tính con trai huyền thoại tình báo Phạm Xuân Ẩn là ai và còn những bí mật nào chưa được tiết lộ về thân phận và sự nghiệp khủng đáng ngưỡng mộ của ông? Quý vị hãy cùng theo dõi ngay sau đây nhé! Phạm Xuân Ẩn từng sống và làm việc với người Mỹ trước khi có cuộc chiến tranh của Mỹ ở Việt Nam. Ông từng đánh giá cao người Mỹ. Sau chiến tranh, tất nhiên Phạm Xuân Ẩn muốn con trai mình cũng như vậy. Trong thời gian Tổng thống Mỹ George Bush thăm Việt Nam tháng 9 năm 2006, Phạm Xuân Hoàng Ân được chọn làm phiên dịch cho cuộc trao đổi giữa Tổng thống Bush và Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết. Hoàng Ân nói, cháu ước gì ba cháu có mặt ở đây để chứng kiến những giây phút này. Giọng của cháu đôi lúc đã nghẹn lại trong quá trình phiên dịch cho Tổng thống và Chủ tịch nước. Cháu đã cố kiềm chế những giọt nước mắt của mình vì quá xúc động. Rốt cuộc, thân phận bí ẩn và sự nghiệp cực khủng con trai Phạm Xuân Ẩn có gì còn giấu kín? Trước hết, chúng ta cùng nhìn lại đôi nét về tình báo Phạm Xuân Ẩn. Nhìn vào nét lớn của những bước phát triển kháng chiến, ta sẽ thấy cuộc đời và sự nghiệp Phạm Xuân Ẩn đã trải qua tất cả các giai đoạn, từ thời chống Pháp năm 1945 đến 1954, đến giai đoạn kháng chiến chống Mỹ từ 1954 đến 1975, đầy những khó khăn vất vả. Trong các cuộc chiến kéo dài đau thương và anh dũng ấy, Phạm Xuân Ẩn đã thực sự ẩn mình trong một vị trí chiến đấu lạ lùng và cam go, rất dễ bị bại lộ và hiểm nguy có thể ập đến bất cứ lúc nào. Tính chất hai mặt của công việc chính nghĩa cộng thêm tư chất một người Việt Nam khá điển hình đã giúp ông sống thật với tất cả các mạch của cuộc đời, đặc biệt mà ông phải đảm trách. Trong công tác tình báo, để có thể đi khắp nơi và tiếp cận những nhân vật có quyền lực nhất, tháng 10 năm 1957, theo sự chỉ đạo của đồng chí Mai Chí Thọ và đồng chí Trần Quốc Hương, Mười Hương, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phạm Xuân Ẩn qua Mỹ học ngành báo chí tại quận Cam, California. Trong hai năm 1957 đến 1959, ông cũng là người Việt Nam đầu tiên được cử sang học báo chí tại quận Cam. Tháng 10 năm 1959, Phạm Xuân Ẩn về nước. Nhờ những mối quan hệ, ông được Trần Kim Tuyến, Giám đốc Sở Nghiên cứu Chính trị Văn hóa Xã hội, thực chất là cơ quan mật vụ trực thuộc Phủ Tổng thống, biệt phái sang làm việc tại Việt Tấn Xã, phụ trách những phóng viên ngoại quốc làm việc tại đây. Ông làm nhà báo và phóng viên cho hãng tin Reuters, tạp chí Time và tờ báo New York Herald Tribune. Từ khi ở Mỹ về nước cho đến năm 1975, với vỏ bọc là phóng viên, nhờ quan hệ rộng với các sĩ quan cao cấp, các nhân viên tình báo, an ninh quân đội và người của CIA, Phạm Xuân Ẩn đã có được nhiều nguồn tin tức quan trọng từ quân đội, cảnh sát và các cơ quan tình báo. Trong sự nghiệp tình báo lẫy lừng của mình, Phạm Xuân Ẩn đã gửi về căn cứ tổng cộng 498 báo cáo, tài liệu nguyên gốc được sao chụp, các thông tin thu lượm được về tình hình của Mỹ ngụy, trong đó có những thông tin vô cùng quan trọng, đặc biệt là những phân tích, nhận định, đánh giá của bản thân, góp phần rất lớn cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc của cách mạng Việt Nam. Những tin tức và phân tích tình báo chiến lược của Phạm Xuân Ẩn gửi đi sống động và vô cùng tỉ mỉ. Năm 1990, Đại tá Phạm Xuân Ẩn được thăng cấp thiếu tướng. Năm 2002, ông về hưu, nhưng cho tới 6 tháng trước khi qua đời, Phạm Xuân Ẩn vẫn đóng vai trò như một cộng tác viên của tình báo Việt Nam. Ông tham gia vào việc bình luận và đánh giá các tài liệu của Tổng cục Tình báo, Tổng cục 2 trực thuộc Bộ Quốc phòng. Ông đã được nhà nước trao tặng nhiều huân chương cao quý, trong đó có Huân chương Độc lập hạng 2, Huân chương Quân công hạng 3, Huân chương Chiến thắng hạng 3, Huân chương Kháng chiến chống Mỹ hạng nhất, Huân chương Chiến công 1 hạng nhất, 2 hạng 2, 1 hạng 3,
huân chương chiến sĩ vẻ vang hạng nhất, nhì, ba, huân chương quân kỳ quyết thắng, huy hiệu 50 năm tuổi đảng. Xuân Ẩn từ nay ẩn thật rồi, bạn bè thương tiếc mãi không thôi. Riêng tôi nhớ mãi người đồng chí, dũng cảm thông minh giữa cuộc đời. Nguyên Thủ tướng Võ Văn Kiệt và ông Mười Hương, Trần Quốc Hương, nguyên Bí thư Trung ương Đảng đã đến tiễn biệt ông trong mưa, thắp nén hương cuối cùng lưu luyến. Đứng trên sân nhà tang lễ, hai ông cùng một lần nữa nhận định, chiến thắng rõ ràng của chúng ta, ông Ẩn đã đóng góp một phần rất lớn bằng những tài liệu tối quan trọng, những phân tích chiến lược sắc bén, những dự báo quân sự, chính trị thiên tài. Là một nhà tình báo quân đội nhân dân Việt Nam, cũng như các đồng đội của mình, ông Phạm Xuân Ẩn đã dành những tinh túy, sức lực cao nhất để giúp cho sự nghiệp giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Tuy nhiên, cả đời ông vẫn luôn trăn trở một điều, cũng là sự kỳ vọng lớn của ông dành cho người con trai của mình, Phạm Xuân Hoàng Ân. Và cũng không phụ sự kỳ vọng của cha, Phạm Xuân Hoàng Ân cũng đã lớn lên, giỏi giang, độc lập. Dưới bóng người cha chỉ là một phần nhỏ trong cả cuốn sách công phu về thiếu tướng tình báo Phạm Xuân Ẩn được viên hoàn hảo, nhưng nó gây ra nhiều xúc động và để lại ấn tượng mạnh mẽ với người đọc, bởi ở đó ta gặp được Phạm Xuân Hoàng Ân. Sau đây, xin trích đăng một vài đoạn về Phạm Xuân Hoàng Ân trong cuốn sách này. Năm 1983, người con trai lớn của Phạm Xuân Ẩn là Phạm Xuân Hoàng Ân sang Liên Xô học đại học 5 năm. Lúc đầu học ở Học viện Ngoại ngữ Minsk, sau chuyển sang khoa phiên dịch tại Đại học Ngoại ngữ Quốc gia Moscow, mang tên Maurice Torres. Phạm Ân tốt nghiệp hạc ưu, thông thạo ngôn ngữ tiếng Anh và viết luận văn ngôn ngữ học về đề tài dịch từ tiếng Nga sang tiếng Anh, một đoạn trích từ sách A.A. Konestova, bên bờ sông Mekong và sông Hồng. Sau khi tốt nghiệp, Phạm Ân trở về quê nhà. Sau này, anh đã viết về cảm xúc của mình sau khi du học trở về. Khi máy bay bắt đầu hạ cánh, tim tôi đập rộn ràng như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Đây rồi, thành phố thân yêu của tôi. Vậy là 6 mùa hè kể từ khi tôi rời mảnh đất này. Cổng nhà tôi vẫn mở, tôi cảm nhận được cái nóng tháng 8 đang sưởi ấm dần trái tim lạnh giá vì mùa đông. Moscow của tôi, một làn gió nhẹ mơn man làn da tôi. Và tại nơi đây, tôi lại được tắm dưới ánh nắng mặt trời, giữa màu xanh của cỏ cây. Tôi đưa mắt tìm kiếm những khuôn mặt thân quen. Đây rồi, người mẹ thân yêu nhất của tôi và các em trai, em gái của tôi nữa. Thời gian đã để lại trên đầu mẹ những sợi tóc bạc, những nếp nhăn trên má. Nhưng cảm ơn Chúa, mẹ chồng vẫn khỏe mạnh và hạnh phúc. Nước mắt, những cái hôn và vòng tay của mẹ tôi. Chuồng bỗng vang lên, tôi thấy con chó quay ra phía cổng sủa to lên một tiếng. Ba tôi xuất hiện ngay bên ngưỡng cửa. Ba chạy ra, mở toang cửa. Ba nhìn không già hơn, nhưng gầy hơn nhiều. Lưng bà đã bắt đầu còng hơn trước do sức nặng của cuộc sống bận rộn và vất vả. Niềm vui và hạnh phúc tràn ngập trong tôi tại buổi sum họp gia đình này. Phạm Xuân Ẩn từng sống và làm việc với người Mỹ trước khi có cuộc chiến tranh của Mỹ ở Việt Nam. Ông từng đánh giá cao người Mỹ. Sau chiến tranh, tất nhiên Phạm Xuân Ẩn muốn con trai mình cũng như vậy. Phạm Xuân Ẩn nói, Đảng dạy tôi những điều về hệ tư tưởng. Từ người Mỹ, tôi học được những điều quan trọng khác về nghề báo và phương pháp tư duy. Đó là điều tôi muốn con mình học được như vậy. Tôi muốn con trai tôi có những người bạn là người Mỹ. Phạm Xuân Ẩn tin tưởng rằng con trai mình có thể đại diện cho một cây cầu mới nối giữa nhân dân Việt Nam và nhân dân Mỹ trong thời kỳ sau chiến tranh. Suốt cuộc đời mình, tôi chỉ có hai trách nhiệm. Một là nghĩa vụ của tôi đối với Tổ quốc. Hai là trách nhiệm của tôi đối với những người bạn Mỹ. Mong ước của tôi là đấu tranh cho đến khi đất nước giành được độc lập và sau đó lập quan hệ ngoại giao và bình thường hóa quan hệ giữa Việt Nam và Mỹ. Được như vậy thì tôi có thể mỉm cười và nhắm mắt xuôi tay bất cứ lúc nào cũng thỏa lòng rồi. Vào thời điểm năm 1989, giữa Việt Nam và Hoa Kỳ chưa có mối quan hệ ngoại giao chính thức nào. Tất cả những khó khăn thời đó vẫn không thể cản trở từ Robert Sam Arson và Frank McCulloch mở một cuộc vận động nhằm đưa Ân sang học ở Mỹ, cũng như không thể cản trở nổi người cha của chàng thanh niên trong việc phối hợp các nỗ lực từ phía Việt Nam. Đối với Robert Sam Arson, đây là cơ hội để ông trả món nợ đời với Phạm Xuân Ẩn
đã từng cứu mạng ông lúc ở Campuchia. Đối với Frank McCulloch, khi đó là trưởng ban biên tập của tờ San Francisco Examiner, đây là cách bày tỏ sự kính trọng đối với Phạm Xuân Ẩn, cũng như niềm tin sâu sắc vào tương lai. McCulloch nói với tôi, chúng tôi không quyên góp tiền cho các con của Nguyễn Văn Thiệu hay Nguyễn Cao Kỳ. Đó là cách thể hiện sự tôn trọng và khâm phục của mọi người đối với Phạm Xuân Ẩn. Chúng tôi đặt điều kiện rằng, sau khi hoàn thành khóa học, cháu Ân phải trở về Việt Nam. Bob Anson đã tình nguyện sử dụng các mối quan hệ của gia đình ông để Ân được chấp nhận vào khoa báo chí của trường đại học North Carolina. Trong một lá thư đề ngày 7 tháng 5 năm 1990, Chủ tịch trường đại học North Carolina là C.D. Spandler gửi cho Anson nói rằng Đại học North Carolina ở Chapel Hill sẽ vui lòng chấp nhận anh Ân vào học tại khoa báo chí với tư cách sinh viên phi bằng cấp. Chương trình phi bằng cấp kéo dài một năm là rất bổ ích cho các sinh viên nước ngoài vì họ có thể tham dự các lớp học mà không bị ràng buộc những yêu cầu cụ thể. Tuy nhiên, chương trình này không kèm với sự hỗ trợ tài chính thuộc bất kỳ loại nào. Nếu Ân học tốt ở năm đầu tiên và sau đó làm tốt các bài kiểm tra GRE, cháu hoàn toàn có thể trúng tuyển vào chương trình thạc sĩ báo chí. Nhiệm vụ trước mắt là quyên góp tiền. McCulloch lên kế hoạch phát động chiến dịch quyên góp tiền. Trong một lá thư gửi cho những người bạn thân đêm ngày 4 tháng 9 năm 1990, McCulloch viết: "Tôi nghĩ rằng về quan hệ cá nhân, hầu hết các bạn đều biết Phạm Xuân Ẩn, hoặc nếu ai không có quan hệ với ông ấy thì sẽ nhớ ông như một phóng viên của tạp chí Time Life ở Sài Gòn. Nhiều thế hệ đã thay đổi và giờ đây con trai lớn của Phạm Xuân Ẩn, cháu Ân, rất muốn tới Mỹ để học ngành báo chí, không phải là cách để chạy trốn khỏi Việt Nam mà theo lời cháu thì khi về nước sẽ có nhiều kỹ năng mới để phục vụ nhân dân tôi. Ân cần 11.000 đô la Mỹ cho mỗi năm học." Vào dịp lễ tạ ơn năm 1990, mọi việc thẩm tra về an ninh đối với Ân đã được thông qua và cháu được cấp visa sinh viên hạng F1. Những người bạn và đồng nghiệp của Phạm Xuân Ẩn đã quyên góp đủ tiền chi phí cho học trong 2 năm ở trường đại học North Carolina. Phạm Xuân Ẩn gửi toàn bộ tiền hưu trí của ông do tạp chí Time trả cùng với 3.000 đô la nữa để đóng góp vào quỹ này. Hoàng Ân đã học 2 năm ở trường đại học North Carolina, làm việc một nửa thời gian tại thư viện của nhà trường và có một kỳ thực tập ngắn tại tòa báo, giống hệt như cha cháu đã từng làm trước đó 30 năm tại báo Sacramento Bee. Trong một cử chỉ gợi tôi nhớ về cha cháu, Ân chạy đến chiếc ngăn kéo trong phòng đọc sách của gia đình, rồi rút ra các mẩu cắt báo, những bài mà cháu đã viết. Bài đầu tiên khiến tôi gần như không còn nghi ngờ gì về sự ảnh hưởng từ bóng dáng của cha cháu, nhưng đồng thời cháu cũng có những nét riêng. Bài báo xuất hiện trên tờ Chapel Hill Herald Sun, số ra ngày 29 tháng 5 năm 1993, có tựa đề "Nơi che chở động vật điều trị, phóng thích những con vịt bị thương", được ký tên Ân Phạm, phóng viên. Năm 1993, Ân trở lại Việt Nam để bắt đầu làm việc tại Bộ Ngoại giao. Năm 1999, Ân giành được học bổng Fulbright, học được một khóa tại khoa luật trường đại học Duke, Mỹ. Khi cháu cần sự giúp đỡ về tài chính để dự thêm một học kỳ mùa hè tại trường đại học Duke, Chủ tịch trường đại học North Carolina Spangler đã không ngần ngại giúp cháu. Trong thời gian Tổng thống Mỹ George Bush thăm Việt Nam tháng 9 năm 2006, Phạm Xuân Hoàng Ân được chọn làm phiên dịch cho cuộc trao đổi giữa Tổng thống Bush và Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết. Hoàng Ân nói, "Cháu ước gì ba cháu có mặt ở đây để chứng kiến những giây phút này." Giọng của cháu đôi lúc đã nghẹn lại trong quá trình phiên dịch cho Tổng thống và Chủ tịch nước. Cháu đã cố kiềm chế những giọt nước mắt của mình vì quá xúc động. Quý vị thân mến, Phạm Xuân Hoàng Ân được chọn làm phiên dịch cho cuộc trao đổi giữa Tổng thống Bush và Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết trong thời gian Tổng thống Mỹ thăm Việt Nam. Phạm Xuân Ẩn từng tự hào về con trai mình, nhưng chắc ông còn cảm thấy hạnh phúc hơn khi các mối quan hệ giữa hai nước đã trở nên thân thiết và gần với trái tim ông. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.